chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ làm cái clip này để chia sẻ với mọi người cái cách để chúng ta có thể sửa gần như toàn bộ mọi lỗi trên hệ thống Windows, kể cả Win 10 lẫn Win 11 hoặc Win 7. Thì thông thường thì các bạn sẽ vào game hoặc là một cái phần mềm mà chúng ta vào ấy thì nó sẽ bị lỗi, hoặc là trên máy tính chúng ta nó đang bị lỗi và các bạn không biết là nó nguyên nhân do đâu, thì chúng ta nên quy tập lại một cái cách nào đó để chúng ta có thể sửa nó đơn giản hơn. Chứ bây giờ chúng ta đi vào lỗi chuyên sâu thì chỉ có trên các bạn phải có kiến thức máy tính cao một xíu thì chúng ta mới vào để mà tham khảo được. Chứ nếu như là không thì chúng ta có thể sử dụng cái cách sau đây để có thể fix được những cái lỗi đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở máy tính lên và màn hình desktop như này, và sau đó thì chúng ta sẽ bật cái update lên trong đây, sau đó chúng ta ấn vào update ở trong cái mục này đó. Sau đó chúng ta ấn update. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ cập nhật cái driver cho cái máy tính của chúng ta. Các bạn có thể cập nhật bằng cách các bạn sẽ vào Google, các bạn sẽ tìm kiếm cho mình cái từ khóa là đó. Sau đó thì mình xin lỗi, các bạn sẽ ấn vào Easy Driver. Sau đó thì chúng ta sẽ tải cái Easy Driver này về và các bạn sẽ cài đặt ra nhé. Sau khi ở đây mình sẽ vào thư mục và mình sẽ cài đặt ra. Sau đó thì các bạn sẽ chạy lên cài đặt install run now. Tiếp theo nữa thì chúng ta ấn mục scan now, thì cái hệ thống này nó sẽ quét toàn bộ những cái lỗi trên máy tính và sau đó thì các bạn chỉ cần ấn update là ok thôi. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào update những cái lỗi đó, những cái lỗi trên máy tính như thế này, thì các bạn sẽ update hết toàn bộ những cái lỗi. Sau khi update xong chúng ta sẽ reset lại máy tính và chúng ta vào lại game hoặc là phần mềm đéo xem còn lỗi không nhé. Ok, thì clip mình chia sẻ đây thôi. Nếu như chúng ta thấy hay và ý thì chúng ta hãy nút like đăng ký kênh. Mình xin chào và hẹn gặp lại.